em đúng không? Mai tơ còn gì ở đây? Giờ của mình tổng cộng 276 nghe. Rồi 276 là khoảng 200. Rồi ai lấy chân gà đây? Là mình cứ hấp sạch như vậy hả chị? Trời ơi, quá trời luôn các bạn ơi. Hôm nay Lạc có cửa hàng dim sum sủi cảo há cảo. Sáng mới nhiều hả? Mày hả? Con thấy đi qua lần nào thấy cái tủ đầy đầy quá trời này mà bán rồi còn ế hả? Rồi người ta mong được cái phần ế của mình. Trong ngày Tết, mấy ngày Tết thì nó đắt thôi. Dạ. Và có khách hàng nhiều thì nó hơi chậm. À. Đấy. Ở đây từng phần này mình bán làm sao cô? Cô giới thiệu cho mọi người được không? Cái này là 42. Dạ, cái này là gọi là món gì? Thủy tinh hải sản. Rồi. Cái này xíu mại tôm. Xíu mại tôm. Cái này thanh cua, củ năng. 42 hết luôn. Không, cái này chỉ tròn này 37. 37. Chỉ vuông này 42. 42. 34. 34. Cái này là thịt. Thịt, nhân thịt. Thịt không? Há gạo nhân thịt. Xíu mại thịt. Còn mấy này há cảo bắp, há cảo cải rồng nè, thanh cua cảo nè, tôm viên, há cảo Hồng Kông. Quá trời. Quá trời món luôn, cuối cùng là... Cái này mắt phụng ha, mắt phụng sò điệp nè. Rồi. Cái này cũng ngon. Giá là sao cô, giá là sao cô? Cái này có dĩ vuông là 42 đó, còn này dĩ vuông là 42. Dĩ tròn là 37. 42, 37, 34, 32. Như vậy là giá từ 32, mắc nhất là 47 ngàn. Mắc nhất là 42, dễ nhất là 32. Dạ. Trời ơi. Hấp dẫn quá, nhìn hai cái tủ đồ này. Bữa nay chỉ còn quá trời trên này của các bạn này. Nói chung là khắp nơi trong nhà là đủ các tủ hấp luôn. Mấy cái sừng hấp luôn. Nhiều lắm, thì hấp nhiều lắm. Đây. À, thích ăn cái nào gì cái đó luôn hả? Cái này gân heo hải sản, gân heo cũng gân cua vô vừa. Gân heo hải sản hả? Cái mại cua, tàu hủ ti, sốt dầu hào. Dạ. Rồi, gà tàu xì. Rồi cái món mới đem vào là cái món gì đó cô? Chân gà món này. Tàu xì. Chân gà tàu xì. À. Con có lấy không? Cái này xíu mại cua nè. Dạ. Ở đây có rồi nè. Có rồi. À. Tôi phải lấy con cái này. Há cảo Hồng Kông. Dạ. Tàu hủ kia xóa dầu hào không? Cái này mò không mời ha? Rồi đủ chưa? Rồi rồi con tháo dạ. Con cái băng này chứ. Nhiều món lắm các bạn, ở như vậy trong này tất cả nhiêu món vậy chị? Nhưng mà nói đúng là ba mấy món rồi. Ba mấy món luôn hả? Nhiều quá bỏ bớt cho con. Vâng, còn hai mấy món. 26 hay 5 món, cứ món ăn miếng thôi là no rồi, phải cần nhiều. Rồi. Dài dài. Đi trà đá đi. Dạ. Hai người mà ăn thao dài gần ở giường. Hai người ăn mì mấy nhiều luôn. À, dạ. Em mang cho chị cái này nha. Có một người thích ăn là ăn 8 dĩa, 10 dĩa cũng có. Có luôn ha. Vậy hả? Tính ra là em thích ăn lắm. Dạ. Như vậy là đây là mấy giờ là mình có há cào này bán hả chị? Sáng thì 6 giờ tới 12 giờ trưa. Dạ. Chiều thì 3 giờ chiều, 9 giờ tối. Rồi. Rồi. Mấy Bình em thương. Nó thích ăn lắm. Dạ. Mấy em xa tới ủng hộ. Dạ. Ở Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 7.
nhiều khi ở Hà Nội đặt đem khắp đi nơi Hà Nội luôn. Ở đây là mình còn làm thủ công hết hả chị? Đúng rồi, thủ công hết. Dạ. Em tên Ái, chị tên gì chị? Chị tên Mai. Chị Mai. Nghĩa thì với cả nhà đây là chị Mai nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn một cái quán truyền các món của người Hoa luôn. Há cạo, xú mại, sủi cảo. Có sủi cảo không chị? Sủi cảo chỉ có bán buổi sáng thôi em. Vâng. Buổi chiều không có. Đặc biệt các món của người tại Hoa. Tại vì chiều mình không có ăn hủ tiếu á. Là còn có cả món hủ tiếu nữa ha. Đúng rồi, sáng có hủ tiếu đầy đủ hết á. Dạ. Chỉ có buổi chiều mình bán cho mấy em nó ăn chơi á, thành ra bán tim sum thôi. Vâng, chủ yếu là dim sum ha, buổi chiều rồi. Bán dim sum ha. Đúng rồi, đúng rồi. Và đặc biệt một cái là quán này là vẫn còn gọi là gói thủ công nha, làm thủ công làm đúng rồi. Tức là nhà làm hết luôn á, cái này nhà làm hết luôn đó chị ha. Đúng rồi, nhà làm hết. Rồi mình làm không kịp mình phải mướn thợ nữa chứ. Quá trời luôn rồi. Mình phải mướn thợ nữa mới làm kịp mới bán được chứ không thôi đâu đủ làm. Không đủ bán. Đã ra. Mấy em làm sáng là 5 giờ là làm tới trưa 2 giờ mới nghỉ đó, có khi 4 giờ mấy luôn. Các bạn lạc vào đây gọi là lạc vào thế giới dim sum luôn các bạn ạ. Quá trời dim sum luôn. Nói chung một là không có chỗ nào mà bán nhiều món như đây đâu. Dạ đúng rồi, em thừa nhận luôn á chị. Thường thường em thấy là bán 2, 3, 4, 10 loại hết trơn cờ. Chị làm tới 30 loại. 10 loại, 15 loại là cùng mà. Mà vâng. Mình tới 2 mấy loại. 2 mấy loại. Nó đúng ra là nhiều món lắm. Dạ. Cái anh chủ đây là ảnh suy nghĩ ra được nhiều món lắm. Nhưng mà tại vì nhiều quá thành ra không hết á. Dạ. Anh mới bỏ bớt. Đúng rồi. Dạ. Giống thôi là nhiều lắm. Ngoài tù này, mấy sừng hấp này, sừng trên bàn này, sừng nó này, quá trời sừng luôn. Giờ ảnh về chuyên đồ chiên nữa. Còn được hả? Nhưng mà tại vì chiên nhiều quá làm không nổi, mới không làm, chỉ dùng vài món bán kèm thôi. Vậy ha. Đó, phải mua chiên tù. Là mấy cái tù chiên, đậu hũ kỳ chiên vậy đó. Mấy cái món ngoài tù này là gọi là mình chưng cho khách cho, chứ còn ăn nóng ở bữa trong này vậy ha. Coi như là mình chưng, ai lấy nguội thì mình lấy trực tiếp đó luôn. Dạ. Như giờ mình bán tới đâu cái mình hết hàng trong đây mình rút trong tủ vô mình hấp tiếp mình bán. Vâng. Ở đây mình bán này còn chi nhánh nào nữa không chị? Không, nói chung là không có chi nhánh. Một chi nhánh này duy nhất rồi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi sáng sớm mình ngồi đó mình làm. Mình ngồi trên lầu mình làm. Nhà đây luôn, nhà ngồi đây làm luôn. Mình mướn. Mướn đây nguyên căn luôn. Nguyên căn mình làm luôn hả? Cái gác. Dạ. Ôi. Làm trên lầu rồi xong rồi hấp đem xuống đây hấp. Đấy. Làm với số lượng rất là nhiều mỗi ngày nha, nhưng mà làm thủ công, không phải làm bằng máy móc nha. Là còn gia đình tự làm, đây là một cái điểm cũng hiếm hoi đó chị ạ. Vì dim sum bây giờ các bạn thấy là tất nhiên là mình không có đủ cả nắm, nhưng mà hầu hết những cái điểm bán dim sum dọc đường phía ngoài ấy, hay là người ta nhập một cái lò lớn về. Nhưng mà đây là gia đình tự làm, thì có người làm trên lầu luôn. Và làm tới ba, như chị nói là bình thường tới 30 loại ha. Đúng rồi, 30, 3 mấy loại. Mà các bạn thấy chỗ nào mà nhiều loại như ở đây không? Thường thường ở các nơi khác là mình thấy đoàn được 4, 5, 6, 10 loại là cao nhất, đấy tới 2, 30 loại. Cái quán ngày hôm nay các bạn nó nằm ở trên đường Học Lạc nha. Đây là đường Học Lạc. Ra phía ngoài kia thì các bạn đụng ngay đường Nguyễn Trãi. Ngã tư Nguyễn Trãi, các bạn đâu đâm vào đây một chút xíu là tới quán ngay ở đây rồi. Ra phía ngoài kia là khu vực bến xe Chợ Lớn. Nói chung đường làm dễ kiếm nha các bạn. Đây là hôm nay là các món, truyền các món người Hoa luôn. Một cái điểm bán dim sum rất là nhiều. Lần đầu tiên mình thấy là bán có một cái nơi mà bán nhiều dim sum như vậy. Không phải là nhiều dim sum mà bán nhiều loại dim sum. Đủ các loại nhân luôn. 123, 126, 2 phường 74, 2 phường 32, 2 ly 30, 2 cái xăng 4.000 là 34. 1, 16, 266.000. Sáu tám một 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 chè ơi chè. Đây các bạn này, đây các bạn là xíu mại khô nè, xíu mại khô truyền thống nè, giá chỉ nói giá luôn thịt này, giá xíu mại khô là 34.000. Dạ. Xíu mại nước thì 35, nếu mà mua về ăn này 34. Còn há cảo tôm Hồng Kông thì 42. Há cảo thủy tinh thanh cua 42. Này thanh cua củ năng. Yeah. Này há cảo thanh cua bánh cuốn sò điệp. Hoành thánh tôm. Sò điệp khô tôm thịt. Há cảo bắp. Há cảo bắp. Bông cải ngọt hải sản. Yeah. Gừng heo nấm đông cô. Gừng heo nấm đông cô. Bánh cuốn thịt xá xíu, nấm mèo tôm khô. Bánh xếp hẹ, bánh xếp sắn, mực hải sản. Chứ mại cua. Há cảo đuôi tôm, hoành thánh tôm vậy đó. Trời ơi, nhiều quá các bạn ơi. Một
Thú thật với các bạn là nãy giờ chỉ kể một hồi mình quên hết các tên luôn này. Nhiều quá, mình không nhớ được tên một loài nào cả. Đúng rồi. Ở đây tính là loài nào là khách người ăn nhiều nhất ở đây chị? Nhiều là họ, mấy em nó thích sò điệp với há cảo tôm. À. Mấy cái há cảo sò điệp. Sò điệp há cảo tôm ăn nhiều hả? Nè, mực nè. Mực mì hấp tủ. Trời ơi. Lấy mực không em ơi? Mực hải sản luôn. Hay quá. Ở đây em thấy có cái phần này, phần gì mà con tôm ở phía ngoài to chả bá này. Xíu mài tôm ha. Ừ. Lục 116 ngàn. Ồ, cho bao nhiêu đây? Kho ăn hỏi, chứ kho. Ờ. Kho ăn hỏi nè. Sushi tôm hết rồi nha em ơi. À. Rồi. Một bông cúc một Pepsi. Nha chị. Cái này là chị kia chị nói là đang còn ế hả? Bán quá trời như này mà đang còn ế hả? Hả? Chị nói bán quá trời như này mà hôm nay đang còn ế hả? Vậy bữa nay là vắng đó. Trời ơi, mấy bữa trước em tới là chị không ở, không nói chuyện với em đâu. Bình thường là đông lắm hả chị ha? Ờ, làm không kịp á, bữa nay là vắng nè. Quá trời luôn hả? Vắng rồi. Ờ, nhiều chị. Ôi, bên này, cái bánh bao này nhà làm luôn này, tự làm luôn hả chị? Đúng rồi. Bánh bao này mình bán sao chị? À, 16 ngàn cái. 16 ngàn? Đúng rồi, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa. Dạ. Ông Tù này người đâu mà sao ông giỏi chứ chị? Ông ở đây, nhưng mà... ổng học từ nhỏ, mười mấy tuổi mà nay ổng gần 60 rồi. Ừ, ổng người, ổng người Hoa luôn á chị. Người Hoa, người Quảng. Người Quảng luôn, trời ơi. Hôm nay các bạn lắm. Không có làm đồ bếp gì ra không mà ổng làm quá bếp trời. Cũng biết luôn, dạ. Xào bếp biết luôn. Cái gì ổng cũng làm được hết á. Giao hàng gì không chị? Không, mình không có bán trên app em. Tại vì bán làm không có kịp á. Vâng. Ờ, mướn thợ mắc lắm, thành ra bán không có kịp á, thành ra mình chỉ bán ở đây thôi. Bán đây thôi hả? Chứ không có bán trên app. Dạ. Rồi ví dụ như khách mà người ta muốn đặt này mà mang về xỉ lẻ mình có bán không? Rồi. Sao em? Bán xỉ á, ví dụ người ta mua xỉ. Bán xỉ cũng không có giảm giá bao nhiêu, thành ra không có bán. Ừ. Vậy hả? Ừ. Các bạn thấy không? Không bán xỉ luôn. Có dạy nghề. Dạy nghề nhiêu tiền vậy chị? Không biết, 40-50 triệu vậy hả? Là biết hết luôn á. Đấy, ở đây là những cái phần là cứ sắp sẵn lên như thế này này. Dạ, rồi khi nào mà hết trong kia là bắt đầu bỏ vô hấp. Đâm sùng đây thì có để mình mượn cái này mình gắp lên một cái cho các bạn coi luôn nha. Đây là cái nhân phía trong á. Ở đây thì mình thấy là cái điều đặc biệt của quán này là cái nhân á, nhân rất là chất lượng. Ngon ha. Rất là nhiều loại mà làm không biết là làm bằng tay hay là bằng máy mà rất là nhìn rất là bắt mắt luôn. Cái này là bằng tay hay là bằng máy mà nó đều đẹp chứ chị? Tay á, thủ công mà. Ông nào đây cũng các bạn này nhìn cái đêm sung. Chứ máy nó đâu có nhiều khuôn dữ vậy. Dạ. Làm bằng tay mà đều quá chị. Quán này thì bán sớm lắm, sáng sớm là chỉ có bán rồi, chỉ bán tới chiều tối luôn. Và không có bán qua app nha các bạn, lưu ý là không có bán qua app. Rất là hay. Cái quán này thì bữa giờ mình đi qua đây nhiều rồi. Đầu tiên mình cứ nghĩ là nhiều loại dim sum như thế này mình nghĩ chắc ở đây là làm một cái lò hai lớn phần là mình là 79 ngàn á. Kiểu có nhập về bán học sinh nhá. Nhưng mà hôm nay mình thực sự mình bước vô mình biết tất cả ở đây đều làm thủ công hết các bạn, làm thủ công. Làm trên lầu làm thủ công. Để chị em luôn nha. Rồi. Với bài nước nữa đúng không? Đây. Quên tưởng cái 37. Ờ, đây là cái menu các món nha, các bạn tham khảo qua nha. Ở đây thì có tôm chiên là 16 ngàn. Khoai môn chiên là 16 ngàn, xếp chiên là 16 ngàn, tàu kia chiên là 16 ngàn. Đấy, trong này là các món bánh trứng là 12 ngàn, có bánh bao xá xíu, bánh bao thịt,
bánh bao kim sa, xếp hẹ, xếp sắn, rong biển, xíu mại cua, xíu mại nước, xíu mại khô, chân trâu, thanh cua là 37.000. Đấy. Đấy. Ở đây có đây là các loại giá nha. Các món nha, rất là nhiều món. Nãy giờ còn mình đếm nãy giờ mấy món rồi nè. 2 4 nè. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40. 40 món nha các bạn. 40 món. Đây, thế nào ạ? Trước đi chị lấy sẵn. Này là bánh xếp sắn. Củ sắn tôm khô được bằm, bánh cuốn sò điệp, há cảo tôm. Dạ, chùm dầu mũ tiệm. Há cảo gương heo nấm đông cô. Thanh cua củ năng, cái này ba loại nè, ba loại thanh cua. Thanh cua củ năng, thanh cua tôm thịt. Dạ. Đấy, bạn số 2 ngoài này đó đi cho cái bánh thánh tôm, xương xin tôm. Ví dụ như cái này là mình làm một cái dài mình xách xách ra hay là nó làm từ cái nhỏ như này đi không chị nhỉ? Ví dụ như cái mấy cây này này. Tròn. Là một cái tròn dài xong mình xách xách ra không? À cái này xách ra. À. Còn cái này làm làm riêng. À. Chung là mấy chị chỉ biết bán thôi. Làm là sư phụ làm. Sư phụ làm cái tên ha. Rồi ok. Chè lấy gì? Xương xì tôm, xíu mại tôm đúng không? Để thêm gì nữa không? Hải sản không? Giờ đủ ha rồi. Này về không nóng được chị ha? Không, này là nóng ăn được rồi. Nhảy còn sống. Ngày nha, còn dài ha. Chà đá không? Đây thì chà đá không? Có xài khăn không? Em có xài khăn không em? Ở đây thì như cái menu các bạn này mình có giới thiệu cho các bạn á, thì ở đây có tới 40 món lận.
chỉ nói 30 mà mình đếm mà tới 40 món lận, và chưa tính là đằng sau này là đang còn có thêm cả cái phần hủ tiếu rồi nha, có hủ tiếu rồi mì bún gà mà, tức là hơn 40 món rất là nhiều. Nhưng mà mình không thể ăn hết được tất cả 40 món, cho nên hôm nay mình nói với chị là cho em 6-7 dĩa để mình thưởng thức, thì mình trải nghiệm giới thiệu với cả nhà nha. Nói phần giá thì lúc này mình cũng có giới thiệu qua cái menu rồi nha các bạn. Nói thật là mấy cái tên của tiếng người Hoa mình chỉ gọi chung chung là gọi là đây là cái món dim sum thôi, chứ mình không có nhớ rõ từng tên luôn á. Không biết các bạn nào giống mình không, viết xuống comment nha. Chứ thực ra là mình là thuộc dạng là không có nhớ được mấy cái tên, cứ quên đi quên lại. Chỉ có cái nhân á, ở đây thì ăn với dim sum rất là đơn giản, chỉ có là nước tương tương ớt và sa tế thôi. Ăn với dim sum rất là đơn giản. Để các bạn nha, các bạn có thể lướt qua một vòng các cái món của đây của mình ngày hôm nay này. Nói chung mình cũng rất sơ sơ. Đây là cái phần giống thử cuộn tôm các bạn ạ. Đây là cuộn tôm ha. Đấy, rồi đây là chắc sò điệp quá. Tôm sò điệp. Cái này tôm sò điệp. Cái này là chân gà đúng không chị? Vâng, chân gà tàu xì. Đúng rồi. À dạ. Tôm thịt, bánh bông thịt, sò điệp, vâng. Này sò điệp tươi, tôm thịt, sò điệp khô, tôm thịt, rồi. Này há cảo tôm viên, há cảo tôm viên, xì mày khô truyền thống, há cảo Hồng Kông, há cảo Hồng Kông, cái này, rong biển cuốn tôm, rong biển cuốn tôm, vâng. Cái này thanh cua củ năng, cái này cũng thanh cua củ năng, thanh cua củ năng, cái này thanh cua tôm, thanh cua tôm, rồi. Ở này há cảo đuôi tôm, yeah. Xíu mày tôm, xíu mày tôm, rồi. Chị kể xong em quên này, rồi em cảm ơn chị. Nói chung là ở đây nhiều món nha các bạn, nhớ thì không có nổi đâu nhưng mà sơ sơ qua thì cũng nhớ. Ở đây thì lúc này chỉ nói có cái món chân gà tàu xì này ngon này, chắc mình sẽ thử cuối cùng, hấp dẫn á. Cà đá một ly 3.000. Rồi mời cả nhà nha. Nói chung là ăn món từ ngoài vào trong ha. Đây đầu tiên các bạn này, đây là cái món tôm chấm với nước tương thôi, để mình cắn cái ra ngoài cái nhân nó như thế nào. Ôi nhân tôm thịt và con tôm nó rất là tươi. Cái điều đầu tiên các bạn có thể thấy là cái nhân á, cái con tôm nó rất là tươi luôn, ăn con tôm nó tươi, cắn nó là cũng sạch. Nhân rất tươi mà nó chất lượng nha các bạn. Vỏ bánh, cái vỏ bánh mềm dẻo dai và đặc biệt cái nhân bên trong nó rất giòn và tươi, cắn nó là cũng sạch luôn. Đây là cái phần thứ hai này. Nói chung cái nhân đây chất lượng các bạn ạ. Đây mình thấy có sò điệp và tôm bên trong nha. Ngon chưa? Nhân nó thơm quá. Nó không có bị không có cái mùi ngán ngái của từ cào, nó thơm và đặc biệt là cái nhân trong nó giòn nó ngọt, trong này có cái phần tiêu nữa. Ủa ăn rất là đà miệng các bạn ạ, ăn rất là đà miệng luôn. Mình cắn sống làm cái cho các bạn coi không? Cái bò mỏng, cái bò gói rất là mỏng bên ngoài và trong nó nhân không ạ. Nhân rất là nhiều, nhân rất lượng ha. Cái nhân nó rất là ngon. Còn đây mình thấy là cái bò bánh á thì... Vì là người ta dùng một loại bột năng hay là bột gạo gì đó
nó chỉ cố gắng làm sao cho cái bò bánh nó dai thôi. Còn điểm nhấn ở đây là cái nhân phía trong á. Ở đây là lúc này chỉ là cố gắng chỉ làm cho mình cướp một loại một cái á. Thông thường thì các bạn sẽ không được ăn kiểu như thế này đâu em. Mình hôm nay mình nhờ chị là cái nào mà ví dụ như một diềm bốn phần mà bốn cục có chỉ rồi cho em hai cục và hai loại khác nhau. Đây là nhân tôm thịt. Dim sum làm cái mấy của người Hoa nha. Dim sum người Hoa làm mà phi bị gọi là cái chuẩn ngon đó các bạn ạ. Dim sum bây giờ trên thị trường nhiều lắm. Nhưng mà cái chủ này là chủ người ta làm cái kiểu truyền thống đó. Đang còn gói kiểu gói thủ công á. Và chủ này cũng một trong những chủ hiếm hoi nha các bạn nha. Ở đây thì mình thấy một cái dim sum nó sẽ dưới này nha. Cái bò bọc ngoài đó là bò bằng vàng. Xin lỗi các bạn là mình không có nhớ tên, bạn nào nhớ tên thì vô cho mình vài cái bình luận nhé. Mình cứ mấy cái tên chỉ nói mà mình quên liền luôn á. Ngày nhân thịt thôi. Ôi cái thằng này nó ngậy ra. Nhân thịt nhưng mà nó ngậy. Nó ngậy cái bùi bùi trong miệng á. Ôi. Đây là cái nhân gì đây nhỉ? Nói chung là nhiều loại nhân quá. Mình chỉ chấm nước tương chấm hơn. Đây là xong một cái phần nhân tô nhân nữa các bạn ạ. Nhân này là nhân mình thấy con tôm, còn nhân bí gì nữa mình không biết luôn. Nhưng mà thật sự là cái này cái vỏ ngoài nó mỏng, còn ở trong là nhân không ạ. Dim sum mà nhân quá trời nhân luôn ha. Để mình nhìn. Ngon à. Rất là ngon. Tức là ở đây mình thấy là người ta làm, người ta tập trung vào cái nhân rất là nhiều. Vô cùng chất lượng ha. Nhân cực kỳ chất lượng luôn. Này còn con tôm này nằm trên này. Tôm tươi quá. Ngon chưa? Lúc này nghe chị nói là anh chủ đây gần 60 rồi. Biết rất là nhiều món mà nấu cho cả nhà hàng luôn. Chứ các bạn đang ăn kiểu của bếp của nhà hàng nấu đấy. Ồ. Cái nhân đấy, cái đêm cơm có rất là chắc tay. Nhân rất là giòn, ngọt, ngậy nhân lắm. Cái phần này là cái phần gì ta con đuôi con tôm đẹp quá ta. Này có nguyên con tôm không à, gì chỉ là cái đuôi thôi đâu. Đẹp quá các bạn ơi. Bốc tay luôn cái. Cái này chỉ đang lấy cho mình nhiều loại khác nhau. Cái này là nhân đuôi tôm. Ở đây gói bằng tay nhưng mà rất là khéo ha. Nhìn cũng ngon mắt ha. Cái nhân vô cùng chất lượng luôn. Nhân thịt bằm, nhân tôm có một vị rất là thơm, có tiêu ở trong đó. Và nhân tươi nhà ăn vào trong miệng thấy rất là tươi. Nhân rất là ngon. Nói chung ở đây cái nhân rất là chất lượng. Cục, nói chung là cục nêm sâm nó u nu ha. U nu hiền mũi luôn. Ngon chưa? Để mình thử quốc một cái nguyên cái vào miệng hay sao. Thanh cua thì có thanh cua nhân tôm nhân thịt,
canh cua nhân nhân rau củ rồi canh cua có cái phần gọi là sò điệp nữa. Đấy, đây sang cái phần tiếp theo các bạn này, cái này sẽ bắt đầu muốn ngang bụng ạ. Ở đây thì có còn có hả? Không biết tên, xin lỗi các bạn là mình không biết tên, mình rưới cả lên luôn. Ngon chưa? Ngon à? Mình phải nói một điều là cái nhân đấy người ta làm rất chất lượng. Nãy giờ mình để ý cái bò mà vòng vàng mà ăn nó ngay đó. Và một cái điều các bạn để ý nha, mình thấy cái đâm chùm đây người ta làm lớn nha, ăn gọi là ngập miệng, cạn miệng luôn á. Cái này mình cắn tới 3 miếng lớn là mới hết nè. Đâm chùm đây có những cái loại lớn lắm. Lúc này mình nói với chị là thay cho mình để thành bảy dĩa, nếu mà thực sự mà kêu một phát hết cả bảy dĩa này ra là ăn đảm bảo không hết. Đây là một phần đêm sum cuối cùng mình thử trong buổi tối ngày hôm nay này. Đêm sum cuốn trong biển. Cái đêm sum nó to chả bá lửa luôn. Chấm bồi thẳng hôm mình cầm một rách con tôm ra luôn này. Nguyên con tôm trong luôn ha. Các bạn thấy không? Nguyên con tôm luôn. Cuốn một cái lá trong biển ở ngoài. Ngon ha. Mời cả nhà. Là ở đây người ta làm cái đun sum nó lớn là ăn cái miếng nào nó cắn nó há rồng hết cả miệng luôn. Nhưng mà cái mì vậy nó mới đã nha. Mấy cái món đun sum này nó có một cái hay là nãy giờ mình ăn tới hết luôn các bạn, ăn no bụng luôn mà không có bị ngán, không có bị ngấy nha. Tươi quá. Nói chung là cái nhân tươi á, cái nhân tươi là ưng à. Bây giờ mình sang cái món cuối cùng nữa các bạn. Đây là cái món chân gà hấp tàu xì. Mình kêu ra mình để hồi bắt đầu nó hơi khô hơn. Món này là đặc biệt của quán mình cô ha. Nấu đồng cô ha. Nghe cô bảo là món này là món đặc biệt của quán. Cho nên là mình gọi ra một phần ha. Chân gà hấp tàu xì có một màu hơi đỏ đỏ, cái này khỏi chấm gì luôn. Mời cả nhà món chân gà hấp tàu xì. Nó thơm mùi phá lấu, nó vừa thơm mùi vịt quay vừa thơm mùi phá lấu. Nấu ăn nó giòn giòn mùn mùn lạ nha bạn nha. Hay thật chứ, mì hoa hay thật chứ. Có cái món chân gà này mà người ta làm ra thành một cái món ăn bán rất là đắt. Nghe nói món này đắt khách hết đó. Mì hoa hay nhớ các bạn. Như các bạn biết là nhiều cái món cơm, như ví dụ như cơm gọi là cơm ăn, cơm gì cơm gì mà cơm lỏng nè, cơm gọi là cơm kiều châu á, cơm cá kiều châu á, tức là chủ yếu là lòng heo thôi, tức là những cái đồ nó rất là rẻ, nhưng mà sau rẻ về cái nguyên vật liệu á, nhưng mà sau đó người ta chế biến, người ta xào nấu thì sau lên bán thành một cái món rất là đắt khách. Món chân gà là vậy nha. Chân gà so với trong con gà thì nó còn là bộ phận, nó còn khá là giá mềm hơn, mà sau vô đây người ta làm cái món này bán rất là đắt khách. Nghe nói món này là bán chạy nhất trong quán mình luôn á. Ra hầm sao cái chân con gà nó bự lên, mềm, nó mùn ra. Món này có chuyên chỉ lớn tuổi ăn được nha.
Ở đây thì bữa tối đang còn bữa sáng luôn đang còn có bán thêm hủ tiếu, rồi có bánh bao, hủ tiếu, mì hoành thánh, bánh bao. Cái đó bữa sáng còn có bán nha. Hôm nay thì ở đây quán này là có tới hồi nãy chỉ nói 20 món, nhưng mà lúc này mình trong menu là tới 40 món lận, nhiều món lắm các bạn. Hôm nay thì mình thử một số món ở đây, nói chung là mình không có thử hết được, thử được một số món thôi, nhưng mà nói chung là khá là ổn áp nha các bạn. Ở đây người ta làm cái nhân rất là chất lượng, nhân rất là tươi, chất lượng giòn ngon lắm. Nói chung là cái bánh đấy và cái thứ hai cái bánh này người ta làm lớn, ăn rất là đặc biệt. Rồi nha các bạn, nếu mà bạn nào thích ăn các món kẻ hoa, thích ăn món dim sum, bạn nào thích ăn món dim sum hoặc chưa thưởng thức qua các món về dim sum của kẻ hoa, thì một lần nào đó đi ngang qua đây có thể ghé và ăn thử nha. Ở đây thì quán này với đặc biệt là làm thủ công luôn nha các bạn, làm thủ công luôn, làm thủ công mà tới mấy chục món luôn. Rồi còn những bạn nào đã từng ăn ở đây rồi á thì cũng vào để cho mình một cái comment đánh giá xem là cái dim sum đây, cái các món đấy nó như thế nào nha. Còn video này chắc mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về món ăn ngày hôm nay nha. Còn bây giờ mình ăn tiếp các bạn ạ. Ở đây thì mình nghĩ là nếu một người vô đây thì kêu khoảng 4 cái này, nếu mà ăn khỏe 4 cái này là dư sức rồi, ăn thoải mái. Hôm nay mình kêu 7 cái, nhưng mà thực sự là mình ăn khoẻ nha, mà mình không thể ăn hết được đâu, không thể ăn hết được đâu, nói chung ăn thì dư lắm. Món này dễ ăn, sáng ăn được, trưa ăn được, tối ăn được. Các bạn có thể thử qua cái món thịt gà này nha, làm ngon lắm.